cách để tránh buồn chán khi không có việc gì để làm. Đôi khi có vẻ như bạn không thể tránh khỏi được cảm giác buồn chán. Có lẽ bạn mắc kẹt trong một số thói quen thân thuộc, hoặc có lẽ bạn không có ai để đi chơi cùng. May mắn thay, sự buồn chán chỉ là một dạng suy nghĩ mà bạn có thể dễ dàng thay đổi. Hãy tránh sự buồn chán bằng cách trở nên hiếu kỳ về thế giới xung quanh, thử điều mới mẻ hoặc thử thách bản thân trong việc học một kỹ năng mới cho dù bạn ở nhà hay ở nơi công cộng và không có việc gì để làm, thì vẫn có vô số cách khác nhau để xua tan đi cảm giác buồn chán. Phương pháp 1. Tránh buồn chán khi ở nhà 1. Học một trò chơi vào những ngày mà thời tiết buộc bạn phải ở nhà. Việc biết cách chơi một số trò chơi với những lá bài hoặc những trò như cờ vây hay cờ vua cũng rất hữu ích khi bạn phải đi xe đường dài hoặc khi mất điện bạn có thể học chơi rất nhiều trò đơn giản và thú vị một mình hoặc với bạn bè. Hãy rủ thêm bạn bè hoặc người thân để chơi một số trò chơi quen thuộc như cờ tỷ phú, Candyland hoặc vẽ hình đoán chữ Pictionary. Ngoài ra, bạn có cơ hội thử thách người khác qua trò chơi phức tạp hơn như Settler of Curtain hoặc ghép chữ Scrabble. Bật máy chơi game và chơi trò chơi cũ đã lâu không đụng đến. Các trò chơi mô phỏng như Sims rất tuyệt để chơi vào những ngày buồn chán vì bạn sẽ có trải nghiệm khác biệt trong mỗi lần chơi trò chơi với lá bài thường dễ mang theo và có thể chơi ở bất kỳ đâu nếu muốn chơi một mình với những lá bài bạn thử học trò chơi xếp bài solitary nếu có người chơi cùng các trò như xì rách xì tố tiến lên bài tấn bài cào rất thích hợp cho cả nhóm thử chơi những trò chơi nhanh vui nhộn mà không cần dùng những công cụ nào như đố chữ hoặc oản tù tì 2. Thử học ngôn ngữ mới mà bạn luôn thích thú. Hãy đến thư viện và tìm một vài quyển sách hướng dẫn cách bắt đầu hoặc xem bài học trên mạng để giúp bạn nắm được các câu hoặc từ cơ bản. Có lẽ bạn muốn học tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Nhật như ngôn ngữ thứ hai của mình. Lời khuyên, việc học ngôn ngữ mới cần sự tập trung của não bộ, vừa có thể đem đến nhiều cơ hội mới, vừa giúp bạn giải trí. Ngoài ra, bạn sẽ có điều gì đó để học hoặc làm khi buồn chán. 3. Học cách chơi một loại nhạc cụ giúp bạn có thứ gì đó để tập luyện. Hãy tham gia lớp học nhạc ở nhà văn hóa hoặc tìm hướng dẫn trên mạng để học những điều cơ bản và cách để đọc nhạc lý. Chọn nhạc cụ mà bạn thích như guitar, guitar điện hoặc kèn. Học các kỹ thuật khác nhau từ nhiều nghệ sĩ và chọn phương pháp học thích hợp nhất với bạn. Ví dụ, nếu muốn học cách chơi đàn guitar, bạn có thể dành nhiều thời gian nghe các nghệ sĩ guitar mới để học kỹ thuật của họ. 4. Tìm chương trình TV hoặc phim mới để xem khi bạn muốn thư giãn. Hãy tìm những chương trình cũ mà bạn có thể xem liên tục hoặc xem trong vài tuần. Các chương trình có thể xem liên tục sẽ giúp bạn xem lâu hơn và quên thời gian. Lưu ý, xem chương trình TV, phim hoặc kịch từ các nhà cung cấp như YouTube, Hulu, Netflix hoặc Amazon Prime tùy thuộc vào từng khu vực, bạn có thể xem một số chương trình miễn phí hoặc đăng ký bản dùng thử miễn phí. Bên cạnh đó, một số trang web như Solo Movie cũng cho phép bạn xem phim và chương trình TV miễn phí. 5. Nghe thể loại nhạc mới khiến bạn hào hứng với những công việc buồn chán. Hầu hết mọi người lắng nghe thể loại nhạc quen thuộc một cách thụ động, như nghe nhạc khi đang làm việc gì khác. Hãy cập nhật danh sách bài hát bằng cách tìm nghe thể loại nhạc mới. Tìm nhạc khiến bạn muốn đứng dậy nhún nhảy, hoặc nhạc giúp bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh trong khi làm việc nhà hay di chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ. Như vậy Nghe nhạc trở thành một hoạt động thay vì chỉ tạo không khí. Tìm nhạc mới trên Pandora, Spotify, Google Play Music hoặc ứng dụng âm nhạc khác là một cách tuyệt vời để có những bài hát mới tương tự như những bài mà bạn thích. Thử podcast với các chương trình radio miễn phí mà bạn có thể tải từ iTunes. Nội dung tại đây rất đa dạng với thể loại như hài, tin tức, âm nhạc, giải trí, vân vân. 6 làm thủ công bằng cách tạo vật trang trí phù hợp với ngôi nhà của bạn. Hãy tìm vật liệu, vải vóc hay bất kỳ vật dụng nhỏ nào mà bạn có thể tận dụng để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Đây là một cách thú vị để giết thời gian và giúp bạn tân trang ngôi nhà của chính mình. Thử làm vòng hoa theo mùa lễ hội cho cửa trước, sơn chậu gốm để trồng cây trong vườn, hoặc biến bộ sưu tập vỏ sò thành chiếc chuông gió xinh đẹp nhớ chuẩn bị sẵn một ít vật liệu thủ công để dùng vào lần sau khi bạn cảm thấy buồn chán nếu bạn thường tìm kiếm việc gì đó để làm ở nhà hãy dành thời gian để chọn vật liệu thủ công và mỹ thuật bạn không cần dành hết tâm huyết cho sở thích mới mặc dù bạn hoàn toàn có thể làm như vậy chỉ cần thử vài hoạt động mới như làm gốm hoặc sỏ hạt làm trang sức cho đến khi bạn tìm được việc thích thú để giết thời gian nếu thích tân trang nhà cửa hoặc tự sửa thứ gì đó bạn có thể tìm hiểu về nghề mộc hoặc sửa mái nhà. 7. Thử công thức nấu ăn mới cho bữa tối và mời vài người bạn đến thưởng thức. Nếu bạn thích nấu ăn cho vui hoặc chưa từng nấu ăn trước đó, hãy tìm công thức mới để thử. Xem sách hướng dẫn nấu ăn hoặc nguồn công thức trực tuyến như Food cooker. Khi chế biến xong, bạn nên mời vài người bạn đến để chia sẻ thành phẩm. Lời khuyên, một số ý tưởng nấu ăn thú vị có thể là bánh khoai rán hoặc món lasagna nướng bí ngòi để có một bữa ăn lành mạnh. 8. Nướng bánh quy hoặc làm các món tráng miệng đơn giản để giải khuây. Nhiều người làm bánh khi họ buồn chán hoặc căng thẳng, đặc biệt là vào buổi chiều tối khi áp lực tích tụ sau một ngày dài. Đây là một cách thú vị để thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt và giúp bản thân cảm thấy vui vẻ. Bạn có thể tìm thấy hàng trăm công thức làm bánh quy trực tuyến hoặc trong sách hướng dẫn. Thay vì làm bánh quy với hạt sô-cô-la hoặc làm bánh quy yến mạch, hãy mạo hiểm và làm món tráng miệng mà bạn chưa từng thử trước đó. Kết hợp sô-cô-la, bơ lạc và cream cheese để có một món tráng miệng thơm ngon. Cứ mạnh dạn thử và xem bạn có thể làm được món gì với mì ramen khô hoặc dán bánh quy ravioli để có món tráng miệng ngọt và giòn. Phương pháp 2. Tránh sự buồn chán khi ở nơi công cộng 1. Đọc tin tức mới nhất để tập trung vào hiện tại và giải khuây, hãy đọc bài báo nào đó mà bạn quan tâm hoặc chọn bài viết liên quan đến công việc của bạn. Bạn có thể nghiên cứu một số phần mềm hỗ trợ để thay đổi hiệu suất làm việc và tiến cử cho cấp trên, hoặc nghiên cứu dự án sắp tới được tiến hành ở trường. Lời khuyên, hãy xem những tờ báo lớn như Tuổi trẻ, Thanh niên, Công an để biết những chi tiết nóng, hoặc đọc những tạp chí trực tuyến yêu thích của bạn để cập nhật theo sở thích cá nhân. 2. Bắt đầu một dự án viết để rèn luyện trí tưởng tượng và sự sáng tạo của bạn. Viết là một hoạt động kín đáo mà bạn có thể thực hiện tại bất kỳ đâu. Hãy luôn mang theo bút chì và giấy. Một quyển sổ nhỏ và bút chì không tốn của bạn nhiều tiền, nhưng có thể tạo ra nguồn giải trí bất tận. Cho sổ vào túi sách hoặc túi quần và lấy ra khi bạn cảm thấy có cảm hứng để viết hoặc vẽ. Nếu bạn thích viết nhưng không có ý tưởng để viết, hãy thử viết tự do hoặc viết ra suy nghĩ của bạn, nhưng cách này sẽ giúp bạn có ý tưởng để viết truyện, vở kịch hoặc bài thơ với cấu trúc rõ ràng hơn. Hãy tìm gợi ý viết trên mạng để lên ý tưởng hoặc thử thách bản thân bằng việc sáng tác theo cấu trúc nhất định, chẳng hạn như làm thơ lục bát. 3. Tải trò chơi về điện thoại để bạn có thể giết thời gian. Các trò chơi điện thoại đơn giản và ứng dụng giải trí đều thích hợp để giải khuây trong khi xếp hàng hoặc chờ lớp học bắt đầu hãy chọn các trò chơi miễn phí như Candy Crush hoặc Animal Crossing có giới hạn lượt chơi để giải trí trong khoảng thời gian ngắn, hoặc tải trò chơi có nhiều hoạt động hơn như Clash of Clans hoặc Pokemon Go để chơi trong khoảng thời gian dài. Lưu ý, mạng Internet có rất nhiều trò chơi trực tuyến miễn phí cho phép bạn chơi một mình hoặc với cộng đồng trực tuyến. Hãy truy cập các trang đáng tin cậy với nhiều trò chơi như Congregate, Omo Games hoặc MoFanZone. Đây là những trang thích hợp để dùng khi ở nhà hoặc chơi với bạn bè. 4. Tham gia mạng xã hội trực tuyến để cảm thấy gắn kết với nhiều người khác. Hãy xem các tin trên mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter và trò chuyện với bạn bè và người thân. Tìm điều gì đó mới mẻ trên mạng cộng đồng như Reddit và tìm các chủ đề mà bạn quan tâm. Lời khuyên: Tìm hiểu phần Today I learned. Hôm nay tôi đã học trên Reddit. Nếu bạn không biết phải tìm kiếm điều gì, Phần này liên tục được cập nhật bởi thành viên trong cộng đồng với những sự thật thú vị và những mẫu thông tin đầy hài hước. 5. Tìm truyện tranh hoặc truyện trực tuyến mà bạn có thể đọc khi ra ngoài Hàng ngàn tác giả và nghệ sĩ đã đăng tải truyện và truyện tranh trực tuyến hoàn toàn miễn phí, và rất nhiều trong số họ có lưu tác phẩm của nhiều năm trước. Hãy dùng các trang như TopWebComics và Fanfiction.net để tìm truyện tranh và truyện có nhiều lượt đánh giá nhất đánh dấu trang một vài chuyện mà bạn thích và đọc khi không có việc gì làm ở trường hoặc nơi làm việc. Sau khi tìm thấy website yêu thích của mình, bạn thử xem trang đó có tạo ứng dụng điện thoại hay không hoặc tìm cách tải chuyện về điện thoại. Như vậy, bạn có thể đọc khi không có mạng và tiết kiệm dữ liệu điện thoại. Phương pháp 3. Giải trí ngoài trời 1. Trò chuyện với hàng xóm để quen biết với nhiều người ở nơi bạn sống Tùy thuộc vào nơi ở, mà việc trò chuyện với hàng xóm sẽ là cách tốt nhất để tránh buồn chán. Hãy khen họ, bình luận về nơi ở, thời tiết, xe cộ hay các quán ăn, hoặc chỉ đơn giản là giới thiệu bản thân nếu bạn chưa chính thức chào hỏi họ. Bạn sẽ không biết mình sẽ học được điều gì từ hàng xóm và cơ hội mà họ đem đến cho bạn. Có thể bạn biết họ cũng thích làm vườn như mình, hoặc họ có thể chơi guitar và sẽ dạy bạn miễn phí. 2. Thiết lập thói quen tập luyện khiến bạn phải ra ngoài. Bạn có thể đến phòng tập gần nhà hoặc nhà văn hóa và xây dựng thói quen tập luyện bằng việc chống đẩy, gập bụng và nâng tạ để tập luyện một mình, hoặc có thể rủ thêm vài người bạn cùng đạp xe, trượt ván hoặc ra ngoài chơi ở công viên. Cân nhắc thói quen tập luyện bài bản hơn với các hoạt động thể chất như khiêu vũ, yoga hoặc chạy bộ. Việc tập luyện một cách bài bản cũng giúp bạn có thêm nhiều bạn mới. Việc tập thể dục có thể khó khăn khi bạn mới bắt đầu, đặc biệt khi bạn không thường xuyên vận động. Những người tập luyện với những người có cùng mức rèn luyện và mục tiêu thường thích thú với việc tập luyện hơn và tập luyện thường xuyên hơn. 3. Tham gia câu lạc bộ thể thao tại địa phương để gặp nhiều người có cùng sở thích. Đây là một cách tuyệt vời để tận hưởng cuối tuần rảnh rỗi, đặc biệt khi bạn thích dành thời gian với người khác. Nếu bạn luôn muốn chơi bóng chày hoặc bóng truyền, Hãy thử tìm xem có nhóm thể thao giải trí nào tại địa phương không. Các trận đấu giải trí cuối tuần sẽ khiến bạn phải ra khỏi nhà. Liên hệ với nhà văn hóa và trung tâm thể thao địa phương để tìm hiểu về các giải thi đấu thể thao dành cho trẻ em và người lớn. Cách đơn giản nhất để liên lạc với bộ phận liên quan là thông qua điện thoại hoặc trang web. Lịch thi đấu thể thao cũng có thể được đăng tải trên trang web. Nếu khu dân cư của bạn không có các môn thể thao giải trí hãy rủ nhóm bạn cùng thi đấu hoặc chơi các trò chơi ngoài trời như ném đĩa hoặc cướp cờ. 4. Chọn làm vườn giúp bản thân có việc gì đó để làm hàng ngày. Việc trồng cây sẽ giúp bạn thư giãn, khiến bạn cảm thấy gắn kết với thiên nhiên và đòi hỏi bạn phải chăm sóc mỗi ngày. Hãy đến cửa hàng cây cảnh gần nhất để chọn hạt giống và đất để thiết kế một khu vườn ở sân sau hoặc mua các chậu cây hay chậu thả mộc nhỏ có thể đặt cạnh cửa sổ để bạn dễ dàng chăm sóc cây ngay trong nhà. Lời khuyên: Trồng hoa quả hoặc rau củ cũng là một cách tuyệt vời để thay đổi chế độ ăn bằng thực phẩm mới. 5. Vận động ngoài trời mỗi ngày như đi bộ hoặc leo núi. Việc ra khỏi nhà 30 phút hoặc 1 tiếng mỗi ngày có thể thay đổi ngoại hình của bạn theo hướng tích cực. Vào giờ nghỉ trưa, hãy đem theo đồ ăn và ra ngoài đi dạo hoặc ngồi nghỉ trong công viên. Như vậy, bạn có thể thả lỏng đầu óc và không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Khi bạn đi leo núi hoặc đi dã ngoại xa, hãy mang theo một quyển sách để giải khuây khi bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc chán việc vận động. Bên cạnh đó, bạn cần hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vì chúng ngăn bạn tận hưởng khung cảnh tự nhiên xung quanh. Bạn có thể dẫn thú cưng đi dạo hoặc vui đùa ở công viên để chấm dứt tình trạng buồn chán. 6. Tham gia hoạt động tình nguyện tại nơi sinh sống để giúp đỡ người gặp khó khăn. Đây là một cách tuyệt vời để ra ngoài gặp gỡ nhiều người mới mà không hề tốn kém. Hãy liên lạc trung tâm bảo trợ xã hội, các nhóm tình nguyện, trường học để tìm hiểu các hoạt động tình nguyện. Bạn cũng có thể xem thông tin trên mạng để tìm tổ chức tình nguyện tại nơi mình đang sinh sống. 7. Khuấy động đời sống của bạn bằng điều gì đó mới mẻ hoặc bất ngờ. Cuộc sống về đêm tẻ nhạt thường là kết quả của khung cảnh cũ kỹ. Khi bạn gặp những gương mặt thân quen tại một quán bar, rạp chiếu phim hoặc nhà hàng mỗi cuối tuần, mọi việc sẽ rất tẻ nhạt. Hãy đến câu lạc bộ khiêu vũ, xem biểu diễn nghệ thuật hoặc đi cắm trại để thử điều mới mẻ và xua tan đi cảm giác buồn chán mỗi tối. Lời khuyên, hãy xem lịch tổ chức sự kiện trên báo địa phương hoặc ghé thăm nhà văn hóa để xem sự kiện lớn nào sắp diễn ra tại nơi bạn đang sống. Tìm kiếm trên mạng, xem trường học, câu lạc bộ hay tổ chức khác mà bạn quan tâm có đăng lịch sự kiện nào hay không. 8. Đi cắm trại để thay đổi chỗ ngủ. Chỉ bằng việc ngủ dưới bầu trời đầy sao cũng cho bạn trải nghiệm mới và thú vị, giúp bạn nhanh chóng hết buồn chán. Hãy ngắm nhìn những vì sao, lắng nghe âm thanh của động vật sống về đêm và tận hưởng không khí tươi mát dưới ánh trăng bên gia đình và bạn bè. Nếu thời tiết tốt, bạn chỉ cần một chiếc túi ngủ và một chiếc gối để trải nghiệm một buổi tối dưới bầu trời đầy sao. Bạn chỉ cần nhớ kiểm tra thời tiết trước khi quyết định đi cắm trại để tránh bị ướt mưa. Phương pháp 4: ngăn chặn trước khi cảm giác buồn chán xuất hiện. 1. Dùng trí tưởng tượng của bạn để biến đổi môi trường sống. Bất kể môi trường sống của bạn như thế nào, não cũng luôn có mặt để giải khuây cho bạn. Trí tưởng tượng của bạn có thể đưa bạn đến những cuộc phiêu lưu kỳ diệu hoặc nảy ra ý tưởng cho sở thích mới. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của trí tưởng tượng và điều bạn có thể tạo ra từ nó. Lời khuyên: Thử tạo ra một thế giới tưởng tượng. Bạn có thể dành nhiều giờ tưởng tượng về ngoại hình và cách cư xử của cư dân tại đó, và thậm chí tưởng tượng về động vật mới hoặc hệ sinh thái mới. Đây có thể là một dự án ngộ nghĩnh cho một buổi chiều rảnh rỗi, hoặc một sự khởi đầu cho một câu chuyện mới hay một loạt tác phẩm nghệ thuật. 2. Tìm hiểu về thế giới xung quanh bằng cách khám phá thành phố của bạn sự hiếu kỳ giúp bạn dễ dàng tránh được sự buồn chán thông qua việc quan tâm tới những điều mới mẻ một cách bắt đầu đơn giản là khám phá và trải nghiệm nơi bạn đang sống bạn có thể sẽ khám phá ra những điều chưa từng biết về thành phố của mình và nảy ra ý tưởng cho các hoạt động mới hãy suy nghĩ về kiến trúc trong thành phố tòa nhà đó được xây dựng như thế nào ai đã vẽ graffiti trên phố những kỹ thuật nào đã được áp dụng để tạo ra những bộ đồ thời trang bày trong các cửa hiệu. 3. Hành động một cách ngẫu hứng để phá vỡ những thói quen hoặc cách cư xử quen thuộc. Suy nghĩ quá nhiều về một tình huống thường là chướng ngại vật ngăn bạn vượt qua sự buồn chán. Việc cố gắng tìm một hoạt động hoàn hảo là điều chắc chắn khiến bạn không làm gì cả. Vì vậy, bạn nên dừng ngay suy nghĩ và bắt đầu hành động. Hãy thử hành động ngẫu hứng và khác biệt với thói quen hoặc cách suy nghĩ thường ngày. Sự ngẫu hứng đem đến không khí bất ngờ cho cuộc sống của bạn, khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Gọi một người bạn đã lâu không liên lạc và hỏi xem họ có muốn gặp gỡ hay không. Sỏ dây vào và chạy, rồi ghé vào quán cà phê mà bạn luôn muốn thử. 4. Thực tập thiền chánh niệm để tránh trở nên buồn chán một cách dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng trở nên buồn chán hoặc buồn chồn khi xếp hàng đợi một người bạn hoặc trong khoảng thời gian ngắn khác khi bạn không tìm được việc gì để làm. Đôi khi việc khiến bản thân quên đi thời gian bằng việc đọc sách hoặc dùng điện thoại không đủ để giải quyết vấn đề. Thiền là nghệ thuật tập trung vào suy nghĩ và tâm trí của bạn, tận hưởng những điều nhỏ nhặt xung quanh bạn thay vì cảm thấy bồn chồn hoặc buồn chán. Quan niệm về chánh niệm trong Phật giáo nhấn mạnh việc sống trong thực tại và nghĩ về cuộc sống mà bạn đang sống thay vì cuộc sống mà bạn luôn ao ước